Chào mừng các cậu đã quay trở lại với Wishuwe Anime. Vừa qua, One Piece Chapter 1002 đã ra mắt, hé lộ nhiều chi tiết thú vị về trận chiến giữa năm siêu tân tinh Luffy, Zoro, Kid, Law và Killer. Chiến đấu lại hai tứ hoàng hùng mạnh Kaido và Big Mom ở trên đỉnh của mái vòm. Cuộc chiến thật sự rất nảy lửa và gay cấn. Và hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau phân tích xem có những điều gì thú vị đã diễn ra trong Chapter 1002 lần này nhé. Giờ thì hãy bắt đầu video ngày hôm nay thôi nào. Let's go! Trang bìa của Chapter 1002 là một tranh vẽ của tác giả Oda theo yêu cầu của độc giả. Thành viên của CBO, Rob Lucy, đang cho những chú bồ câu ăn trong công viên. Để xem chúng ta có gì nào. Rob Lucy thì vẫn rất ngầu lòi như mọi khi, anh ta đang bị một con chim cuỗm mất cái mũ chóp. Không biết thanh niên chim này có phải là tấm chiếu mới trong đàn chim hay không khi nó dám cướp cái mũ của Rod Lucy. Tôi sẽ không bất ngờ khi anh chàng chim bồ câu này sẽ được tẩm quất nguyên một combo lục thức và trở thành món bồ câu xào lăn đâu. Nhắc tới Rob Lucy thì không thể không nhớ đến chú bồ câu Hattori, người bạn đồng hành lúc nào cũng kề cận bên cạnh. Nhưng trong hình này thì có vẻ như chú ta đang mang một biểu cảm buồn bã cùng một giọt lệ đang rơi trên khóe mắt. Không buồn thế nào được khi chủ đáng kính của mình lại dám mớm mồi cho một lũ bồ câu 2S đây ngay giữa thanh thiên bạch nhật, lại còn dám làm chuyện đó trước mặt mình nữa chứ. Chắc kiểu nó yêu mình, thương mình mà dám hú hí với một đám bồ câu trước mặt mình. Đấy mà gọi là thương mình à, đấy gọi là ghét mình rồi. Ngoài ra chúng ta còn bị một cục u to tướng sưng lên ở trên đầu, chắc chắn là kết quả của một cuộc đánh ghen thất bại đây mà. Đàn bồ câu có những con mang cá sẹo trên mặt, nhìn đúng kiểu anh chị xã hội thế này thì tôi nghĩ khả năng cao là thế lắm. Và Paraman còn xuất hiện ở một bên của khung hình nữa này. Trở lại với nội dung chính, tiêu đề của chapter lần này là Tứ Hoàng và Thế Hệ Mới. Tứ Hoàng thì rõ ràng là ám chỉ Kaido và Big Mom rồi, còn Thế Hệ Mới thì chắc đang nói tới các siêu tân tinh thuộc thế hệ tồi tệ nhất. Mà cụ thể ở đây là những người đang chiến đấu với Kaido ngay lúc này. Ba thuyền trưởng của ba băng hải tặc, một kiếm sĩ tóc xanh mù đường và một anh chàng tóc vàng rất ngầu lòi. Y tớ đang nói tới Killer tóc vàng đấy các cậu ạ, chứ không phải anh chàng tóc vàng có khả năng tàng hình nào đó đâu. Tiếp tục với trận chiến, Kaido sử dụng tuyệt kỹ Kamaitachi. Trong hình dáng rồng, Kaido phóng ra một tiếng the dữ dội tạo nên những cơn sóng sắc lẹm như những lưỡi kiếm có thể cắt đứt mọi thứ. Đây chính là chiêu thức đã lấy đi cánh tay trái của Kikunojo, một trong cửu hồng bao. Law và Killer dùng khả năng của mình để né đòn, còn Kid đang điều khiển một con robot to lớn phải hứng chịu cả lưỡi kiếm từ cơn gió của Kaido. Tuy nhiên, vì con robot này được làm từ đồng nát và bản thể của Kid không bị tấn công chúng, nên anh chàng vẫn chẳng bị hề hấn gì. Trong khi tất cả mọi người phải tìm cách né đòn, thì anh con trai cưng Zoro lại đứng trước lưỡi gió và dùng thanh kiếm Enma làm chạch hướng bay của nó. Tất nhiên là không quên kèm theo một ánh mắt đầy sát khí hướng thẳng tới Kaido, cùng lời nhắn nhủ, bố anh là Oda đấy Kaido ạ. Sau đó tấn công của Kaido, không để chần chừ lâu, bộ ba Luffy, Law, Kid cùng nhau liên thủ để đáp trả lại Kaido. Luffy đã sử dụng tốc độ để bay nhanh tới trước mặt Kaido, đồng thời tung ra tuyệt chiêu Gomu Gomu no Comb Rifle, một cú móc hàm khiến Kaido phải bật ngửa ra đằng sau. Ngay tức khắc, Kid đã dùng năng lực trái ác quỷ của mình để kết nối lại những bộ phận từ con robot đồng nát và tấn công. Kid sử dụng một chiêu thức mới có tên Ripson Slam để quật ngã Kaido khi hắn ta còn chưa hoàn hồn sau cú đấm đẩy uy lực của Luffy. Tới lượt Law, với tư duy của một bác sĩ phẫu thuật, Law cho rằng tất cả mọi sinh vật đều có một trái tim cho riêng mình, và sinh vật thần thoại như rồng có lẽ không phải ngoại lệ. Law sử dụng chiêu Gamma Knife để tấn công vào ngực của con rồng, nơi mà cậu dự đoán trái tim có thể sẽ nằm ở đó. Tấn công từ bên trong cơ thể lúc nào cũng gây ra nhiều tổn thương hơn so với khi tấn công từ bên ngoài. Nếu trái tim của Kaido ở đó, hẳn Kaido đã hứng chọn một đòn chí mạng từ chiêu Gamma Knife của Law. Bằng chứng là Kaido đã hét lên vô cùng đau đớn. Dù rằng lúc đó Kaido đang ở hình dạng rồng, nhưng bao phủ bởi một lớp vảy cứng cáp, kèm theo việc có thể Kaido đã sử dụng haki vũ trang cao cấp bao phủ toàn thân. Có thể thấy rằng các chiêu thức kết hợp của bộ ba này đã mạnh mẽ hơn và có tính sát thương cao hơn rất nhiều so với chiêu thức kết hợp mà họ đã sử dụng trong Chapter 1001 trước đó. Trong Chapter 1001, Luffy trong trạng thái Gear 4 đã sử dụng chiêu không gan để tấn công trực diện vào Kaido. Tiếp đó, khi dùng đòn Punk Vice để tạo ra một cú đấm gọng kìm từ hai bên, và Law đã dùng năng lực để ném một đống gạch đá lên người tứ hoàng này. Tuy nhiên, hắn ta đã hóa thành hình dạng rồng, vẫn bình thản và nở một nụ cười thật tươi. Sang Chapter 1002, Kaido có lẽ sẽ không còn được ngạo nghễ như vậy nữa. Bây giờ, hắn ta đã hiểu ra rằng thực lực của bộ ba này không thể xem thường và việc Kaido phải cẩn trọng hơn là điều bắt buộc. Kaido nhận xét rằng Luffy, Kid và Law không phải là lũ ngu xuẩn đi tìm đường chết, tức là bộ ba này mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những kẻ đã tới khiêu chiến với Kaido trước đó. Mà lần gần nhất chính là cựu hồng bao, những samurai của Kozuki Oden. Họ quyết tâm dù chết cũng phải hạ gục được Kaido để giải phóng ách thống trị của hắn lên đất nước Wano, nhưng rồi họ đã thất bại.
Sau combo kết hợp của bộ ba Luffy, Kid và Law, Killer nhận thấy rằng việc gây sát thương từ bên trong có lẽ sẽ hiệu quả hơn. Nhân lúc Kaido không để ý, Killer đã nhảy lên thân hình rồng khổng lồ. Vẫn như mọi khi, lúc chiến đấu, Killer thường xoay hai thanh kiếm có hình lưỡi kiếm của mình để chém đối thủ. Lần này, Killer sử dụng tuyệt chiêu Sonic Scythe, tạm dịch là lưỡi hái siêu âm, để nhắm vào vị trí trái tim mà Law đã tấn công từ trước. Không biết rằng Killer có dùng sóng siêu âm để tạo ra ảo ảnh lưỡi hái hay không, nhưng nếu đó là lưỡi hái thật thì quả thực rất ấn tượng. Đối với Kaido trong hình dạng rồng, lớp vảy chính là một bộ áo giáp cứng cáp, khó có thể bị xuyên phá. Kèm theo việc Kaido sở hữu Haki vũ trang cấp cao rất mạnh. Nếu Kaido sử dụng Haki này để bọc bên ngoài lớp vảy rồng, thì quả thật, việc gây tổn thương cho Kaido là điều bất khả thi. Còn với Killer, từ lúc được xuất hiện cho tới nay, chúng ta chưa một lần nào có cơ hội để được xem Killer thi triển sức mạnh thật sự của mình. Tại quần đảo Sabaody 2 năm về trước, Killer có đụng độ với Yorok, tuy nhiên đó chỉ là một pha chạm trán nhẹ. Tới Aquano, Killer trong vai trò là Kamazou đã đánh nhau với Zoro nhưng lại bị thất bại dễ dàng. Sau này, Killer nói rằng việc thất bại lúc đó là do anh ta không được cầm vũ khí thật sự của mình, chính là cặp kiếm hình lưỡi liềm có tên Punisher. Cho nên tới tận bây giờ, chúng ta đều không biết sức mạnh thật sự của Killer sẽ như thế nào. Trong chapter 1002 lần này, với thứ vũ khí đó, Killer đã khiến nó trở nên khổng lồ, xoay vòng và cuối cùng chém xuyên cơ thể con rồng Kaido. Các cậu không hề nghe nhầm đâu, là chém xuyên cơ thể của Kaido trong hình dạng rồng thật đấy. Đây là điều mà chưa có bất kỳ ai có thể làm được. Với Kozuki Oden, một samurai huyền thoại vô cùng mạnh mẽ, người gần nhất đã có cơ hội đánh bại được Kaido, cũng mới chỉ để lại vết sẹo trên người Kaido mà thôi. Lúc đó, Kaido cũng ở trong hình dạng rồng và đấy cũng là vết sẹo duy nhất mà Kaido có. Nhưng lần này, Killer không những gây thương tổn cho Kaido mà còn chém được xuyên qua cơ thể rồng của hắn. Tôi hy vọng rằng đây không phải ảo ảnh, bởi sau khi nhận đòn tấn công này, Kaido đã phải khạc ra máu và đôi mắt trắng bệch. Giả thuyết tớ đưa ra rằng, sau khi nhận combo 3 đòn tấn công của bộ 3 thuyền trưởng, Kaido đã không kịp bình tĩnh trở lại để chuẩn bị trạng thái tốt nhất, khiến hắn ta lơ là trong phòng bị. Giống như tứ hoàng Big Mom, dù có làn da cứng cáp, cũng sẽ bị yếu đi rất nhiều nếu bà ta bị sốc nặng. Tớ cho rằng Kaido đã rơi vào hoàn cảnh tương tự. Sau đó, với đòn tấn công chớp nhoáng của Killer đã khiến Kaido không kịp trở tay và dẫn tới hậu quả như vậy. Bên cạnh đó, chúng ta cần phải đánh giá lại năng lực thật sự của Killer. Về việc này thì phải cần những chapter sau thì chúng ta mới có cơ hội để thấy Killer thể hiện nhiều hơn được. Ngoài ra, vũ khí Punisher cũng là một điều cần lưu ý. Làm cách nào đó có thể thay đổi được kích thước như vậy dù Killer không phải là một người sở hữu năng lực trái ác quỷ. Việc này khiến tớ nhớ tới ngay thanh kiếm Napoleon của Big Mom. Napoleon là một thanh kiếm chứa đựng linh hồn của Big Mom. Trong arc Whole Cake, chúng ta đã thấy tận mắt rất rõ Napoleon đã biến đổi hình dạng của nó thế nào. Nó có thể thay đổi ngoại hình từ một cây kiếm dài tới một cây kiếm lưỡi cong và nhiều hình dạng khác. Tôi cho rằng việc Napoleon có thể biến đổi nhiều hình dạng như vậy không phải do nó có linh hồn từ Big Mom mà do nó được làm từ một loại nguyên liệu đặc biệt khiến vũ khí có thể thay đổi được hình dạng. Và hai thanh kiếm Punisher của Killer và Napoleon của Big Mom có lẽ đã được hình thành từ cùng một loại nguyên liệu đặc biệt đó. Những thanh kiếm mà có thể thay đổi được hình dạng, trước đây có hai thanh, đó là thanh kiếm Fangfrid của Spandam và thanh Ocean Web của Thần Quan Ôm. Thanh Fangfrid chúng tớ sẽ bỏ qua vì nó là thanh kiếm được ăn trái ác quỷ nên việc nó biến đổi được là điều hiển nhiên. Còn thanh kiếm Ocean Web được làm từ mây sắt, Ion Cloud nên nó cứng như sắt và biến đổi hình dạng linh hoạt như mây. Tuy nhiên về ngoại hình thì nó lại quá khác biệt với Punisher và Napoleon. Khi Ocean Web có một màu trắng tinh như mây thì hai thanh kiếm kia bóng bẩy như kim loại nên trường hợp này cũng không phải. Do đó, tớ đưa ra giả thuyết rằng hai thanh kiếm Punisher của Killer và Napoleon của Big Mom được làm từ một loại nguyên liệu khác chưa được tiết lộ. Tiếp tục với cuộc chiến, sau khi thấy đứa em trai bé bỏng của mình bị một đám trẻ giành tầm quát hội đồng như vậy, Big Mom cuối cùng cũng ra tay, bà ta tung chiêu Indra, một luồng sét cực mạnh đánh thẳng vào Killer. Lúc Luffy đánh Kaido thì bà không làm gì, lúc Kid đánh bà cũng không làm gì, lúc Law đánh bà vẫn ngồi xem. Ấy thế mà đúng cái lúc anh tóc vàng đánh thì bà lại ra tay. Không biết cứ ai tóc vàng là cái số nó bị như thế hay không? Hay là do Big Mom thấy tóc vàng lại tưởng nhầm sang đứa con rể hụt của bà? Nên bà cứ lấy hết sức bình sinh giáng một đòn sét thật mạnh như thế. Big Mom sau đó cũng ngạo nghễ, bà ở đây 43 đời chồng rồi, nên dưới cái vòng trời này chẳng có đứa nào thoát khỏi tay bà đâu. Killer sau khi ăn nguyên đòn sét như vậy đã ngất xỉu, Luffy liền bay tới cứu. Luffy đã dùng chiêu Rhino Schneider, tung một cú đá thật mạnh vào mặt Kaido. Tức giận, Kaido liền đáp trả bằng chiêu bom vĩ thú. Ấy nhầm, ý tớ là chiêu Bolo Breath, Kaido giải phóng một tia lửa thật mạnh bắn thẳng vào Luffy. Nhằm cứu lấy thuyền trưởng, Zoro đã nhờ Law dịch chuyển anh bay lên để ngăn chặn tuyệt chiêu của Kaido. Lúc này, Law có cảm giác lòng hơi cay vì chắp trước đã phải theo lệnh của Luffy cứu nhóm cửu hồng bao. Tới chắp này, lại nghe lệnh cái ông Zoro này nữa. Giết rồi cả cái băng mũ rơm chẳng coi anh ra gì.
Tuy nhiên, sau một pha tỏ vẻ tsundere thì Law cũng phải giúp Zoro bay lên. Trong chap trước, với kỹ năng của một ninja sao chép, Hatake Zoroshi đã học được tuyệt chiêu hỏa hồ kiếm phái của Kinemon. Anh đã chém đứt đôi Prometheus của Big Mom. Thì với lần này, Zoro cũng sử dụng lại tuyệt chiêu đó là chém đôi hơi thở của lửa, thức thứ nhất Bolo Breath của Kaido. Chưa dừng lại ở đó, Zoro tiếp tục sử dụng nhất kiếm phái. Zoro mang thanh kiếm Enma được bao bọc bởi một ngọn lửa xung quanh, tung chiêu Flying Dragon Blaze, tớ tạm dịch là hỏa phi long. Ngay lập tức nhận thấy điều bất thường, Big Mom liền hét lớn bảo Kaido phải né chiêu này ngay. Kaido nghe vậy liền né chiêu, khiến cho đường kiếm của Zoro chém đứt luôn một chiếc sừng của đảo đầu lâu. Sự bất thường chính là Kaido nhận thấy thanh kiếm Enma tỏa ra khí chất của Oden. Wano nổi danh là vùng đất của các kiếm sĩ samurai. Với kiếm sĩ thì những thanh kiếm được xem như linh hồn của họ vậy. Và có lẽ ở một cảnh giới nào đó, các samurai có thể truyền được ý chí của mình vào trong thanh kiếm. Với Oden là một kiếm sĩ tài giỏi bậc nhất của Wano, thì việc ý chí của ông được ẩn giấu trong thanh kiếm Enma là điều có thể xảy ra. Việc thất bại khi chiến đấu với Oden nhiều năm trước đã khiến Kaido trở nên ám ảnh với hình bóng này. Đồng thời, nó mở ra nhiều tiềm năng to lớn đối với thanh Enma để Zoro có thể khai thác. Hiện tại, Zoro vẫn chưa làm chủ được thanh kiếm nên đòn tấn công vừa rồi đã chém hụt. Dù vậy thì chúng ta cũng không thể phủ nhận anh con cưng đã được ưu ái như thế nào khi những khoảnh khắc anh xuất hiện trong chapter này đều là những khoảnh khắc ngầu lòi và bá đạo. Một điều thú vị tớ tìm được đó là tư thế Zoro tấn công Kaido trong chapter này khá giống với tư thế chém rồng của Ryuma trong tuyển tập truyện ngắn Wanted của tác giả Oda. Big Mom sau đó dùng chiêu Indra tấn công vào Zoro. Dù bị dính đòn, nhưng tớ nghĩ rằng Zoro có lẽ chỉ bị choáng thôi, chứ không phải bất tỉnh như thanh niên tóc vàng kia lờ đâu. Big Mom tiếp tục sử dụng một chiêu thức mới có tên Tenman Daijizai Tenjin. Trên bầu trời u tối liên đổ xuống một cơn mưa sấm sét. Chiêu thức này khá giống với chiêu vạn lôi Mamarakan của Ino, tuy nhiên nó có sức công phá lớn hơn và đặc biệt hơn nhiều. Vì những tia mưa sét do Big Mom tạo ra đều có linh hồn và chúng sẽ tự bay tới bắn lấy đối phương, khiến cho việc né trở nên rất khó khăn cho năm siêu tân tinh. Kid và Law đã phải chịu trận dưới cơn mưa sét, còn Luffy dù bị dính đòn nhưng cậu không bị sao cả. Big Mom đã rất ngạc nhiên khi Luffy không bị nướng thành than sau khi trúng tia sét của bà. Cao su thì làm sao bị sét đánh được cơ chứ? Bài học từ Ino vẫn còn đó. Dù bị Ino tấn công với cả triệu vôn nhưng Luffy chẳng hề hấn gì. Tưởng rằng chỉ có ếch ngồi đáy giếng như Ino mới không biết nguyên lý này. Ấy thế mà Big Mom dù trải qua 43 đời chồng mà vẫn như một tấm chiếu mới. Đúng là nhỏ không học, lớn lên làm tứ hoàng. Lúc này Kaido tiếp tục sử dụng hơi thở của lửa, tung chiêu Bolo Breath bắn thẳng vào người Luffy và cậu cũng chẳng bị hề hấn gì. Đến đây thì tớ phải mở sách giáo khoa vật lý ra xem liệu lửa có tác dụng gì với cao su hay không. Nhưng không, Luffy đã trả lời rằng cậu không bị sao là do lòng quyết tâm của cậu. Lý do có vẻ hơi sai, nhưng giả thuyết của tớ là Luffy đã sử dụng Haki vũ trang cấp cao để bao bọc bản thân, làm cho cậu có thể chịu được sức nóng của lửa. Chiêu Bolo Breath có lẽ sẽ được bình chọn là chiêu thức vô dụng nhất năm khi Kaido đã sử dụng chiêu thức này 6 lần và cả 6 lần đều không làm nên trò trống gì. Lần đầu, Kaido bắn vào lâu đài Oden, nhưng Kinemon và mọi người đã được cứu bởi năng lực Jukujuku của Shinobu. Lần 2 tại Chapter 923, Kaido bắn vào Luffy, nhưng Luffy né được. Lần 3, trên đỉnh đầu lâu, Kaido bắn vào nhóm cửu hồng bao, nhưng bị Kinemon với tuyệt chiêu hỏa hồ phái đã xé chiêu thức ra làm đôi. Lần 4 vẫn bắn vào cửu hồng bao, thì bị Raizo dùng năng lực hấp thụ hết tia lửa và phản đòn lại. Lần 5 trong chapter lần này lại bị Zoro ngăn chặn và lần 6 vừa rồi bắn vào Luffy nhưng chẳng gây được ảnh hưởng gì. Luffy cũng mới chỉ sử dụng lòng quyết tâm mà đã chặn được tuyệt chiêu của Kaido. Chứ nếu dùng thêm ý chí tình bạn hay nhớ lại lời thầy dạy thì chẳng biết cậu sẽ mạnh lên nhường nào. Cuối chap là phân cảnh Luffy sử dụng chiêu Komu Komu no không cạn linh để tấn công. Tiếp tục với chapter sau là những diễn biến tiếp theo của cuộc chiến. Và đó là những phân tích của chúng tớ về chapter 1002 vừa rồi. Nếu các cậu có những ý kiến tranh luận hay những ý tưởng về One Piece muốn chúng tớ tiếp tục thực hiện thì hãy bình luận ở phía dưới video này nhé. Còn bây giờ thì Way to Wit out!